Lý Nhã Kỳ độc thân vui vẻ ở tuổi 39. Tuổi 39, Lý Nhã Kỳ ngày càng đẹp mặn mà, chẳng những vậy, vóc dáng vẫn vô cùng gợi cảm. Mới đây, Lý Nhã Kỳ đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, thu hút được sự chú ý của công chúng. Bức hình chân dung tập trung làm nổi bật đường nét gương mặt của cô, cũng như vẻ đẹp nữ tính với vòng mọc đầy đặn. Khó có thể tin Lý Nhã Kỳ đã bước sang tuổi 39, bởi người đẹp vẫn trẻ trung và gợi cảm. Người hâm mộ còn so sánh Lý Nhã Kỳ với người đẹp nước tiếng Trung Quốc Phạm Băng Băng. Cư dân mạng bình luận, đẹp như một thiên thần, xinh xuất thần luôn chị ơi, hình mẫu của em. Độc thân, xinh đẹp đáng lắm chị Kỳ ơi. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, được biết đến với tư cách diễn viên, doanh nhân. Ngoài ra, người đẹp còn được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam hay nhận được tước vị công chúa châu Á, lãnh sự danh dự Romania tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đang ở tuổi 40, nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn khiến ta khó lòng rời mắt vì vẻ đẹp mặn mà. Vẫn có những khoảnh khắc người đẹp xuất hiện với thân hình mập mạp, cô cũng không ngần ngại chia sẻ việc mình tăng cân. Nhưng quan trọng, Lý Nhã Kỳ luôn nỗ lực ăn uống phù hợp, tập luyện để có được vóc dáng đẹp hơn. Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ mình là một tín đồ ăn uống, nên việc ăn kiêng không dễ dàng. Người đẹp khôi hài nói đang giảm cân, nhưng lúc nào cũng nghĩ tới đồ ăn. Nhưng muốn đẹp, không thể ăn uống tùy ý, Lý Nhã Kỳ kiêng tinh bột, trái cây nhiều đường và chọn thực phẩm lành mạnh như xà lách, súp lơ, ức gà, trứng. Nhiều người vẫn cảm nhận đồ ăn healthy khó ăn, nhưng tùy thuộc cách chế biến, bạn có thể khiến chúng trở nên ngon miệng hơn. Cùng với đó, Lý Nhã Kỳ dành thời gian tập luyện thể thao để cơ thể săn chắc hơn. Việc ăn uống hợp lý sẽ giúp bạn khỏe mạnh cũng như kiểm soát cân nặng. Nhưng nếu muốn thân hình ít mỡ, có nhiều cơ, không thể không tập luyện. Lý Nhã Kỳ có đến phòng riêng cũng như tập thêm ở nhà khi bận rộn để không ngắt quãng chế độ tập nhằm đạt hiệu quả tối ưu. Hơn nữa, Lý Nhã Kỳ rất bận rộn không chỉ với công việc nghệ thuật mà còn cả kinh doanh, nên điều này cũng khiến người đẹp tiêu hao nhiều calo.